Quý vị và các bạn thân mến, để được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao sớm hơn kế hoạch một năm là sự nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thành Phú. Vào sáng nay, trong niềm phấn khởi tự hào chung của đảng bộ và nhân dân địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ đã tổ chức lễ công bố xã Thành Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau gần 3 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thành phố đã huy động nhân dân, các tổ chức tín dụng và nhà tài trợ đóng góp gần 50 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ vốn lồng ghép từ ngân sách cấp trên 117 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư đạt hơn 166 tỷ đồng. Kết quả có nhiều tiêu chí đạt được ở mức độ cao, như tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt vượt cao hơn quy định hơn 23%, thu nhập đạt vượt cao hơn quy định 2 triệu 500 ngàn đồng một người một năm, hộ nghèo đạt vượt cao hơn quy định 1,52%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt vượt cao hơn quy định 1,65%. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà đề nghị xã tiếp tục phát huy những thành quả, tận dụng hết tiềm năng thế mạnh nguồn lực để nâng cao về chất các tiêu chí đã đạt được. Bởi vì thước đo chính xác nhất của 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chính là sự hài lòng của người dân và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.